Em chào mọi người nhé. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến các bác đầy đủ các cái mẫu hoa lan hồ điệp từ rẻ cho đến đắt, khoảng giá là từ 30.000 cho đến 70.000 nhé. Đấy, tất cả những cái cây này thì nó đều là cái cây hồ điệp đang có ngồng để mình chơi hoa Tết. Thì đầu tiên em sẽ lên cái loại rẻ nhất này là hồ điệp mini, cây đang có một ngồng. Đó. Và cái loại này sẽ là 30.000 nhá. Hình thức cây thì khá là ổn như thế này. Cây đang có một ngồng hoa và nó là hồ điệp mini. Đấy, nó sẽ có tầm khoảng 8 màu hoa nhé. Đến Tết là nó sẽ nở hoa. Và cây này thì chất lượng cây, bộ rễ bên trong, thân lá là mọi người nhìn thấy rất là ok rồi. Đấy, về nhà mình chỉ có sẵn trồng và chờ hoa thôi. Đấy, em cầm một vài cây cho bác xem này. Đây là hồ điệp mini nhá, 30.000. Cây đang có một ngồng rồi. Đó. Tiếp đến một cái hàng nữa thì nó vẫn là hồ điệp mini, nhưng mà nó là 40.000 nhá. Và cây thì đang có hai ngồng, to hơn cây hồi nãy một xíu. Đấy, cây đang có hai ngồng hoa này, cũng trồng trong cái bầu 2.8, thân lá rễ không hề có lỗi gì hết, rất là đẹp. Cây này thì tuyệt vời đẹp luôn. Đó, lá cây nó màu khác nhau thì lá nhìn nó hơi khác xíu này. Đấy, em cầm một vài mẫu cho các bác xem. Loại này là 40.000 nhá, 40.000 cho một cây như này, rất là đẹp, quá là rẻ rồi, chất lượng cây thì cực kỳ ok. Mọi người, tất cả những cái đơn hàng nhà em thì đến nơi được nhận và kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em nhé. Cây đẹp như trên hình thì mọi người lấy. Đấy, 40.000. Đến một cái hàng nữa này, quay sang vũ nữ một xíu này. Thì vũ nữ hiện tại thì em còn cái hàng 60.000 như này. Đây nó là vũ nữ cam, vũ nữ hồng lâu mộng, cây màu cam và màu trắng nhé, màu trắng vàng. Đấy, đây là màu trắng này. Đó, đang hoa chi chít này, rất là đẹp. Hàng này cực kỳ thơm nhé. Đấy, nhìn xinh cực kỳ luôn. Có 60.000 thôi. Một cái cây này nó có tầm 4 ngồng hoa, rất là xinh. Đấy, 60.000 một chậu vũ nữ hồng nâu mộng rồi nhé. Đó. Quay lại với cái hồ điệp này, thì giờ em sẽ quay đến cái hồ điệp 60.000. Đây, như cái cây hồ điệp 60.000 thì đây, như cái đôi lá này em sẽ bán sau. Đây, như cây này nó chuẩn đẹp. Đó, không lỗi lá, to đẹp. Và đây là hồ điệp đại nhá, đang hai ngồng hoa phát triển khá là đều thì sẽ có giá là 60.000. Cây này nó khá là to rồi. Đấy. Cây này được trồng trong bầu 3.0 và cây đang phát triển khá là to, cũng cho hoa Tết nhá. Đấy, và đây nó cũng là cây 60.000 này. Đấy, cây 60.000 thì nó sẽ to hơn những cây 40.000 và nó là hồ điệp đại. Còn một cái vài màu nữa thì em sẽ quay sau nhé. Đây em quay mẫu hai cái màu này thôi. Đấy, hàng 60.000 thì nó có 7 màu hoa cơ, 7 màu hoa đại. Thì mọi người muốn xem màu hoa thì nhắn qua Zalo cho em. Đây, có thêm một cái hàng nữa là vừa đẹp vừa rẻ này. Ớt. Đấy, cây ớt này khá là to rồi, thân lá to nhưng mà được trồng trong cái bầu nhỏ thôi. Ngồng phát triển dài, cái này dài tầm khoảng 5-60 phân rồi. Đấy. Cây này thì em sẽ bán với giá là 35.000. Phải chống que, ngồng nó phát triển nó khá là dài ở đây. Đấy, cây nó khá là đều và dài. Như cây ớt này thì thường là lá nó sẽ không được đẹp bởi vì lá nó dễ bị toác lá. Lá nó cứng và to để dễ bị toác. Đấy, chứ không thì cây này mà đẹp không có lỗi gì chắc nó phải tầm 50-60.000. Nhưng mà những cái loại này vận chuyển thì hầu như đều bị gập lá hết. Đấy, lá nó quá cứng. Cây này là 35.000 nhá. Và tiếp đến một cái mặt hàng to nhất nữa là hồ điệp đại 3.5 thì sẽ có giá là 70.000. Đây. Đây, ví dụ như cái hồ điệp đại 3.5 như này. Cái loại này thì nó có cả cây một ngồng, có cả cây hai ngồng nhá. Cây này nó rất là to, được trồng trong cái cỡ bầu to nhất. Thì một ngồng hay hai ngồng em đều bán giá là 70.000 hết. Đấy, cây này nó siêu to luôn. To khủng khiếp luôn. Đây, các bác nhìn này. Đấy, mọi người so với cái tay em thì cây này nó rất là to. 70.000 một cây này nhá. Cây này đang có một ngồng hoa. Đấy. Còn bên này thì lại có thêm cả hồ điệp hoa thơm. Hồ điệp hoa thơm này em đang xả với giá là 55.000 nhá. Đó. Hàng này bắt đầu phân nụ rồi và cái loại này nó sẽ cho hoa quanh năm. Đấy, mẫu hoa có một cái cây đang nở hoa, nó có mấy màu cơ, nhưng mà ví dụ như cây này đang nở hoa. Đấy, nó màu vàng đu đủ, nhìn rất là hay. Hoa thơm, xinh cực kỳ luôn, đang có hai ngồng hoa nhé. Cây này thì em đang thanh lý với giá 55.000.
Đấy, thì mọi người mua cái hàng nào thì gọi điện và nói cụ thể cho em nhé, là cây bao nhiêu tiền, tại vì nhiều loại cây quá. Hoặc là các bác cứ nhắn qua Zalo cho em là được, số điện thoại là 0974702106. Đó, nhắn qua Zalo em sẽ gửi các cái mẫu cây cho. Đấy, cây tuyệt vời đẹp luôn nha. Em chào mọi người.